Bài học này tôi sẽ chia sẻ tiếp 3 cái chiến lược khuyến mại trong cái nội dung về chương trình khuyến mại dành cho các nhà bán lẻ, những người làm kinh doanh để áp dụng các chương trình khuyến mại vào quá trình kinh doanh của mình làm thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về một cái chương trình khuyến mại có tên là dịch vụ cao cấp cho các sản phẩm thông thường. Đây là một cái chiến lược khuyến mại rất là thông minh. Tức là nếu như bạn bán một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ giá nó bình dân thôi, nhưng mà bạn lại đưa ra một chương trình khuyến mại là tặng những cái dịch vụ cao cấp dành cho những cái sản phẩm này, dành cho những cái khách hàng mua sản phẩm này. Tôi lấy thí dụ như thế này, một quán bia bình dân, một cái nhà hàng bình dân, thì các bạn sẽ tuyển dụng nhân sự phục vụ hết sức bình thường thôi, đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà một cái nhà hàng người ta lại tuyển dụng những nhân sự phục vụ là theo tiêu chuẩn hot girl cơ, đúng không ạ? Mặc đồng phục và trang điểm rất là đẹp, giống như là tiếp viên hàng không ấy. Đấy, tất nhiên cái hình ảnh như thế để chúng ta hiểu. Và giao tiếp, thái độ phục vụ rất là nhã nhặn, lịch sự, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, đúng không ạ? Và kết quả là khách hàng sẽ rất là thích cái quán bia này và rất là hài lòng về nhà hàng. Và thực tế thì có một số các nhà hàng đã áp dụng cái chiến lược này và rất là thành công. Khách phải xếp hàng, thậm chí khách phải gọi điện trước, đặt chỗ trước, không thì hết mất chỗ. Bởi vì bia thì cũng rất là bình dân, giá thì rất là rẻ, mà phục vụ, nhân viên phục vụ rất là chuyên nghiệp và xinh xắn, đúng không ạ? Thì đây là một cái ý tưởng để cho các bạn làm các chương trình khuyến mại của mình. Ví dụ như là mình bán các sản phẩm, bán các dịch vụ thông thường, nhưng mà cái dịch vụ mà mình để khách hàng phục vụ chẳng hạn, để phục vụ khách hàng thì nó trở nên cao cấp, giống như là phải là tiếp viên hàng không, giống như là phải ở trong những cái trung tâm thương mại lớn. Chúng ta vẫn nghĩ rằng là những cái sản phẩm cao cấp thì sẽ nhận được những dịch vụ cao cấp, những cái sản phẩm bình thường thì sẽ nhận được những dịch vụ bình thường. Vậy chúng ta hãy làm điều ngược lại, với những cái sản phẩm bình thường chúng ta cũng có thể đưa cho họ những cái dịch vụ cao cấp. Ý tưởng của chương trình khuyến mại này của tôi là như vậy, các bạn hiểu chưa ạ? Vâng, tôi gọi nó là dịch vụ cao cấp cho các cái sản phẩm thông thường, chiến lược khuyến mại số 37. Và tiếp theo là chiến lược khuyến mại số 38, đó là các bạn có thể cung cấp các cái dịch vụ và các cái sản phẩm dùng thử, ví dụ như là free trial, đúng không ạ? Chúng ta hay thấy là khi chúng ta cài một cái phần mềm, nó cho phép chúng ta sử dụng trong 2 tuần, 15 ngày hay trong 1 tháng dùng thử. Thì đây cũng là một cái hình thức khuyến mại mà các cái nhà bán lẻ cũng như là những cái đơn vị bán phần mềm, bán sản phẩm hữu hình hoặc là các cái sản phẩm digital, người ta sử dụng rất nhiều, hoặc là cho nghe thử, cho xem thử, xem trailer, đúng không ạ, phim như vậy. Thì họ luôn luôn sử dụng những cái chiêu thức này để áp dụng mỗi khi mà họ tung ra các cái sản phẩm và bán các sản phẩm đến khách hàng. Cái điều này là cái sản phẩm dùng thử thì người ta áp dụng rất là nhiều, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là sản phẩm digital, như là phim, như là ảnh, như là âm nhạc, như là phần mềm, ứng dụng, đúng không ạ? Họ có thể cho mình các gói dùng thử. Hoặc là đối với các cái sản phẩm mới thì họ có thể tung ra các cái ứng dụng hay là tung ra những cái giải pháp là hàng dùng thử, hàng quà tặng khuyến mại chứ không bán. Thí dụ như là dầu gội đầu họ có thể phát tại các cổng trường đại học, hay là cà phê họ có thể phát tại các chợ nếu như mà họ tung ra cái thương hiệu như vậy, mà trong tiếng Anh người ta gọi là sampling đấy, đúng không ạ? Tức là tặng quà miễn phí cho khách hàng dùng thử. Thì cái điều này cũng sẽ giúp cho khách hàng có thể biết được các cái sản phẩm trước đó, hoặc là xin ý kiến của khách hàng để hoàn thiện cái sản phẩm tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta làm kinh doanh hoặc là chúng ta đang thử nghiệm sản phẩm. Thì cái chương trình khuyến mại mà sản phẩm hoặc là dịch vụ dùng thử thì như tôi nói là một cái cách thức được áp dụng rất nhiều và các bạn có thể áp dụng trong cái quá trình của mình. Ví dụ như là các bạn làm nhà hàng, các bạn muốn ra món mới, các bạn có thể cho khách hàng dùng thử miễn phí cái món như vậy để khách hàng phản hồi và đánh giá, và các bạn nhận ra rằng là sản phẩm như vậy là có bán được hay không, khách hàng có phản hồi tốt hay không để mình chỉnh sửa, đúng không ạ? Cái chiến lược số 39 đấy là các bạn là tung ra các cái chương trình khuyến mại theo bất kỳ cái hình thức nào, nhưng mà ăn theo những cái dịp đặc biệt, những cái sự kiện đặc biệt đó. Thì trong một năm thì các cái nhà bán lẻ và các nhà bán buôn, những người làm kinh doanh thì luôn luôn là có các cái kế hoạch trong đầu về tất cả những cái ngày lễ lớn tại thị trường Việt Nam,
ta không nói đến thị trường thế giới bởi vì ta đang phục vụ cho thị trường Việt Nam. Thì các nhà bán lẻ tung ra các chương trình khuyến mại, tôi sẽ làm theo thứ tự từ Tết âm lịch cho đến hết năm. Ví dụ như là Tết Nguyên Đán, đúng không ạ? Lễ Tình Yêu 14 tháng 2, ngày 8 tháng 3 ngày Quốc tế Phụ Nữ, đúng không ạ? Tết Độc Lập 30 tháng 4, Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6, ngày Quốc tế Lao Động ngày 1 tháng 5, đúng không ạ? Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ngày Khai Trường Back to School, đúng không ạ? Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, rồi thì ngày dịp Noel, đúng không ạ, 24 tháng 12, đúng không ạ, có thể chạy trước đó và chạy trong cái tuần Noel, Tết Dương Lịch, đúng không ạ, dịp lễ tạ ơn, rồi thì chuẩn bị đến chương trình Tết âm lịch, Black Friday, đúng không ạ, hay là các cái chương trình sinh nhật của công ty, chương trình khai trương cửa hàng. Vậy thì trong một năm nó luôn luôn có những cái sự kiện như vậy. Thì các bạn lắng nghe, tôi gọi nó là calendar event đấy, đúng không ạ? Những cái sự kiện ăn theo lịch thì nó luôn luôn là như vậy. Chúng ta sẽ chuẩn bị trước những cái sự kiện như vậy và chúng ta tung ra các cái chương trình. Ví dụ như là ngày lễ tình yêu thì các bạn khuyến mại như thế nào? Thì tôi lấy một cái ví dụ trước đây như Thế Giới Di Động, khi thời kỳ mà Thế Giới Di Động còn nhỏ, thì vào ngày lễ tình yêu họ đã mua hàng xe tải hoa hồng rất là đẹp từ Đà Nẵng về. Để làm gì? Để họ tặng hoa hồng miễn phí cho các đôi tình nhân khi mà các đôi tình nhân này đi qua cửa hàng của Thế Di Động đó. Thì chính cái câu chuyện này là câu chuyện mà anh Nguyễn Đức Tài, CEO của Thế Di Động, đã nói trong một cái buổi hội thảo mà có mặt của anh, tôi cũng tham dự và tôi rất là thích thú với cái cách làm khuyến mại như vậy, đúng không ạ? Bạn không bị bó hẹp bởi là gì ạ? Ngày mùng lễ tình nhân thì tôi giảm giá bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Bạn có thể làm là tặng hoa hồng, tặng sô cô la. Đấy, ngày mùng 8 tháng 3 bạn cũng có thể là bạn bán quần áo nhưng bạn vẫn tặng hoa hồng cho khách hàng. Bạn có thể tặng gấu bông cho khách hàng. Đấy là những cái cách mà chúng ta làm. Chúng ta áp dụng tất cả các chiến lược, 52 chiến lược lẫn lộn vào nhau. Ví dụ như tôi đang nói về khuyến mại nhân dịp sự kiện đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì bạn áp dụng chương trình gì? Giảm giá, bạn áp dụng chương trình gì, quà tặng, bạn áp dụng chương trình gì, tour du lịch, vân 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 vân. Ý tôi là như vậy, đúng không ạ? Thế rồi thì ngày Black Friday là một trong những ngày kinh điển của nước Mỹ, cũng đã đến Việt Nam theo cái cách là Internet đã xóa nhòa mọi ranh giới, đúng không ạ? Chúng ta học hỏi từ Mỹ. 10 năm trước, 5 năm trước chúng ta nghe về Black Friday của Mỹ rất khủng khiếp. Và bây giờ thì ở Việt Nam cũng có chương trình Black Friday vào đúng cái ngày mà nước Mỹ người ta tổ chức, thậm chí có tuần lễ trước Black Friday. Và chính phủ Việt Nam, bộ quan ngành cũng đã đưa ra chương trình Online Friday vào những cái dịp gần gần với chương trình Black Friday của Mỹ, đúng không ạ? Thế thì họ đã du nhập cái văn hóa khuyến mại Black Friday là cái dịp xả hàng, xả hàng, xả hàng, khuyến mại, khuyến mại, khuyến mại sâu vào dịp cuối năm. Hầu như tất cả các đơn vị ở trên toàn hệ thống nước Mỹ bán lẻ họ khuyến mại rất là nhiều. Thì ở Việt Nam bây giờ cũng như vậy, đúng không ạ? Các nhà bán lẻ cũng áp dụng. Và bản thân chúng tôi là một trong những nhà bán lẻ về thời trang và thời trang trẻ em. Thì năm vừa rồi, ở chương trình Black Friday của chúng tôi bán hàng thì cũng thu được cái doanh số cũng khá là tốt, mấy tỷ đồng đó. Con số cụ thể thì tôi cũng không xin phép và không tiết lộ. Đấy. Nhưng mà đây là một cái chương trình cũng rất là tuyệt vời. Và các bạn nên chuẩn bị cho cái chương trình này. Về số lượng, về chất lượng, về truyền thông, về khuyến mại thì chúng tôi đã làm như vậy và chuẩn bị tất cả mọi thứ để phục vụ khách hàng. Thế rồi thì tôi cũng chia sẻ thêm một cái thứ cũng là ăn theo sự kiện, ăn theo xu hướng. Đấy chính là mình làm theo hot trend, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta cần phải nhạy cảm và nhanh nhạy với các cái xu hướng đã và đang nóng hổi, và đặc biệt là theo thời gian thực, real time đấy, đúng không ạ? Có thể chúng ta sẽ dự đoán nó sẽ hot hoặc là nó đang hot, thì chúng ta tung ra chương trình khuyến mại để ăn theo. Ví dụ như là cái sự kiện U23, đúng không ạ? Hay là hôm qua thì có khuyến mại của các cái nhà mạng lần cuối cùng là khuyến mại 50%. Các bạn thấy đấy, lần đầu tiên mà có cảnh tượng là nghẽn mạng, xếp hàng đi mua thẻ cào. Bởi vì sao ạ? Bởi vì giá nó sẽ tác động đến hành vi của người tiêu dùng. Đó. Thế rồi thì hôm nay trên mạng cũng đưa ra là gì ạ? Vietcombank đã tăng cái tiền mà giao dịch lên mỗi một lần là 11.000. Và ngay lập tức cộng đồng mạng đã đưa ra cái phản ứng là ok, tôi cũng sẽ không sử dụng Vietcombank để chuyển khoản nữa.
Bởi vì nếu mà một ngày tôi chuyển khoảng 20 đến 30 lượt thì như vậy tôi mất đến 300.000, thì như vậy rất là nhiều, đúng không ạ? Thì tôi sẽ chuyển sang dịch vụ khác. Các bạn thấy không ạ? Giá nó tác động rất mạnh đến hành vi của người tiêu dùng. Đấy, thế cho nên là bản thân tôi thì tôi cũng chưa nghĩ gì, nhưng mà tôi cũng nghĩ là 11.000 cho một lần chuyển khoản thì có lẽ ta cũng nên chuyển sang các dịch vụ khác, mà trong khi đó các dịch vụ khác cũng miễn phí cơ mà, có đúng không ạ? Thế rồi thì chúng tôi đã áp dụng thử cái chương trình U23 vừa rồi, mà vào bán kết thắng Iran, sau đó là đấu với các cái đội tuyển về sau, thì tôi đưa ra một cái chương trình khuyến mại là nếu mà U23 Việt Nam thắng thì tôi sẽ giảm giá 90% giá cho một khóa học, đúng không ạ? Và tôi đã thu được hàng trăm cái đơn hàng trong vòng một vài giờ, bởi vì mọi người thấy cái mức giá rất rẻ và mọi người ủng hộ cái chương trình U23 đó. Thì đó là cái ý tưởng mà tôi muốn nói là làm theo trend. Vâng, vừa rồi thì tôi đã trình bày với các bạn ba cái chiến lược là dịch vụ cao cấp cho các sản phẩm và dịch vụ bình dân thông thường, sản phẩm và dịch vụ dùng thử, đúng không ạ? Hàng dùng thử, và thứ ba nữa là khuyến mại vào những cái dịp đặc biệt, dịp sự kiện và ăn theo xu hướng. Thì đây là ba cái chiến lược khuyến mại tôi trình bày thêm với các bạn trong video này. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào trong các bài học.